Xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feang. Tiếp tục hành trình thiện nguyện đem Tết đến cho bà con ở vùng cao, những người có hoàn cảnh khó khăn. Do bác giấu tên gửi tiền, hôm trước thì bác gửi 12 triệu đã chi, và hôm qua là mua chim lần trước ấy là còn 9 triệu. Đấy, 9 triệu thì chi những cái gì thì Feang đã công khai ở những video trước. Và hôm qua Feang mua 10 suất quà này, là mỗi suất là 300.000, 10 suất là 3 triệu nữa. Tổng là bây giờ là còn 6 triệu các bác ạ. Đấy, 9 triệu mà trừ đi 3 triệu thì còn 6 triệu. Thì ngày hôm qua thì Feang quà này 10 suất thì Feang đã đến tặng cho nhà em Sù với em mình rồi. Đấy, bây giờ thì Feang tiếp tục là hành trình đi vào với cả những cái bà con ngày trước Feang giúp làm nhà các bác. Đây là nhà bà Lới, và tí nữa lên nhà ông Sâu Điếc. Đấy, nhà bà Lới thì Feang cũng làm nhà từ năm ngoái, năm kia các bác, do các quý khán giả, các mạnh thường quân ở trên kênh của Feang giúp làm ngôi nhà. Bà trước là ở cái lều đây, mỗi một mình bà. Bà ơi, bà Lới ơi, chào bà nhá. Bà đang làm gì đây? Bà còn nhớ cháu không? Có. Cháu tên là gì nhỉ? Cháu Phen. Đấy. Tưởng bà quên cháu rồi. Không, bà nhớ phết nhỉ. À. Đấy, các bác đây, các nhà hảo tâm trên kênh YouTube của Feang Feang tặng cho bà từ 2022 25 tháng 1 đến bây giờ thì là được, cũng được 2 năm rồi các bác. Ê, anh để đây anh Thủy ơi. Bà đã ăn Tết chưa? Chưa. Anh con trai bà bảo là mai mổ lợn hay sao nhỉ? Ngày kia nó bảo là cho cháu về ăn. Ngày kia là 25 bà nhỉ? Vâng, 25 nó bảo thì hôm qua nó, bà gọi nó bảo ôi dồi mấy hôm nay uống nhiều nhiều quá, đi đường sợ lắm. 25 thì nhắn cho bà bảo ngày kia, hôm nay mới là 23 các bác, hôm nay ạ. Cháu ăn cơm với bà. Vâng. Với bà nhá. Cháu cũng bà mai từ ngày kia không đâu. Không biết được. Nhá. Cháu chưa biết được. Thế là bà hôm nay là ông công ông táo, bà làm gì chưa? Chưa làm gì đâu. Nhưng mà có cúng ông công ông táo không bà? Có chứ. Thế có cá vàng không bà? Nhưng mà người Tây mình cũng cúng ông công ông táo là cũng ấy đúng không? Cúng thì cúng, nhà nào cúng được mà. Cúng một đấy bảy. Dạ. Một ta. Thế là bà đây là còn chưa có gì này đấy. Táo cho bà ông đi. Năm nay bà bán cốm có được không bà? Năm nay không làm được cốm, già rồi không làm được cốm, làm cũng không kịp các cháu. Nó làm trước rồi. Dạ vâng, các anh con trai của bà là đợt này cũng yếu lắm, cháu nhìn thấy anh ấy cứ còi còi gầy gầy kiểu gì nhỉ? Gầy mà. Vâng. Hay cháu không? Cháu đến bà chơi chúc Tết bà nhá. Vâng. Bà ơi, có một bác ấy giấu tên, bác ấy gửi quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn như bà. Vâng. Đây. Bà trong này là có mì tôm này. Đấy, có mắm muối, rồi có các thứ đây nhá bà nhá. Đây. Đây, nước đây là dầu ăn này, nước mắm này. Đấy, bàn thuốc đánh răng này. Đấy, đây này. Bột canh nhá. Đấy. Đấy, cả cái nước rửa bát này, xà phòng Lifebuoy này. Đây đây là còn đây nữa bà. Đây, đây là bánh kẹo để bà trưng bày Tết nhá. Đấy, một hộp bà xin nhá. Bánh này. Một hộp mứt này, trong này còn một gói kẹo nữa cơ. Đây này. Đấy. Cho bà sắm Tết cho trẻ con. Thế bà đang làm gì đấy? Bà đang làm cơm nam chuẩn bị đi bán. Làm cơm nam á? Ừ. À thế à? Ừ. Hmm. Thì bà cháu bỏ ở nhà chờ đi. Vâng. Với cả bà ơi, nhà bà thì hôm các anh ấy bảo là mai là ngày kia là mổ lợn nên là cháu cũng không mua thịt cho bà nữa. Cháu
tiền của các mà cái bác giấu tên đấy, nó cháu mua mất 300.000 tiền bánh kẹo rồi này. Để cháu gửi cho bà thêm một ít nhá, một hai tờ đấy, 200.000 nữa để bà mua cái gì bà mua nhá. Đấy, nếu mà bà đi bán cơm năm là bao tiền một ống hả bà? 10 ống 10.000 à? Hôm nay bà bán được 20 ống rồi đây. Đâu cháu đi xem bà ấy nào, xem bà lợn làm cơm nam nào. Bà đây nhá, bà cất đi tí bà trưng bày nhá. Thế bây giờ đi bây giờ á? Vâng, cháu đi luôn. Bây giờ ra xe trước. Cháu chưa. Cháu đi vào nhà nhà ông sâu điếc cơ bà. Đi nó về quay về bà cho cháu một ít gạo. Nhưng mà mình làm đi. Không, cháu không lấy đâu bà. Đấy, cái này cái của bà cho cháu. Của bà thì cháu cũng không lấy. Cháu nhận rồi, nhận tình cảm của bà rồi nhưng cháu sẽ không lấy. Đâu? Để ở nhà rồi. Quên rồi. Bà làm bếp ra đây. Bà có chuối này các bác. Chuối này để làm bánh ấy. Ống này bà đi mua hay bà lấy đâu? Bà bảo đi mua ống. 10.000 cả cây đúng không? Đây à, bà có con cúc cu cu chắc để mang đi bán. Đây các bác nhà tắm nhà vệ sinh đây. Để đi bảo cả anh ấy làm cửa, anh con trai chưa làm. Đi anh đi. Bà qua đây đâu. Đây bếp đây các bác. Bà ơi, con đến chúc Tết bà nhá. Chúc bà là sang năm là thật nhiều sức khỏe nhá. Chúc bà ăn Tết vui vẻ. Có thể là từ giờ đến Tết là con sẽ không đến được nữa, thì chúc bà ăn Tết vui vẻ nhá. Bà lấy ít quà về cho cháu. Con không lấy. Lấy. Con không lấy. Lấy con. Con không lấy đâu. Không, bà đi vào đi. Con không. Con nhận rồi không? Con bà. Không. Con không lấy đâu. Cái này cho bà cho cháu. Con không lấy. Bà này bà cho chai rượu này, chai gạo này. Thôi con chào bà nhá, con đi đây. Không. Chúc bà ăn Tết vui vẻ nhá. Thôi con ôm bà cái nào. Bà về đây. Bà về đây. Ôm ôm bà cái. Con không lấy đâu bà. Ai rồi không không. Không. Không con không lấy. Không được. Bà cho cháu. Con không lấy. Không nhận bà thì thôi. Con không lấy đâu bà. Không. Con không lấy bà. Bà ơi, thôi, con không lấy bà. Đấy. Con đi không. Đưa cháu đi lúc nào bà không biết. Không, thôi bà đi vào đi. Không. Anh Thủy ơi, thôi bảo bà cất đi cho em. Không em không không em không lấy đâu. Không bà ơi. Đây. Không. Không bà. Được. Không. Này cháu bà cho cháu thôi. Bà cho cháu con cũng không lấy bà đi về. Bà. Cháu không lấy đâu. Thôi thôi bà ơi. Thôi con nhận rồi bà nhá. Bà con nghèo mang cho đâu đây bà mang được con. Đây, con lấy cái này nhá. Lấy của bà làm gì các bác. Khổ thân. Nhưng mà bà là người cực kỳ sống tình cảm. Con không lấy đâu. Bà đi vào đi. Nhá, con đi đây. Con chưa lấy của ai bao giờ. Bà đi vào đi nha, này cởi cảm ơn. Con chào bà nhá. Chúc bà ăn Tết vui vẻ nhá. Tí nữa về bà. Tí về con cũng không lấy. Bà đi vào nha, con chào bà nhá. Bà ăn Tết vui vẻ nhá. Đấy. Dạ vâng. Bà năm ngoái bà cũng để dành cho em. Nhưng mà em không lấy. Đây là đến hành trình đến nhà ông sâu điếc các bác. Cái này xách được không nhỉ? Mà để cái này. Hả? Để kẹp ở đây anh. Anh vừa làm rơi một lần rồi đấy. Đấy, một hộ đầu tiên các bác nhé. Này ông công ông táo. Mời các bác lên nhà ông sâu điếc các bác. Nhà thì lao động chính là ông sâu. Đấy, nhưng mà bị điếc. Ông trần thì ông sâu điếc cấp độ 1 thì ông trần cấp độ 9. Còn đâu vợ ông sâu thì đơ đơ các bác. Nói chung là chị không nhanh nhẹn hoạt bát được.
À, chào nha. Mấy em bé đi đâu đây? À, ngôi nhà được bác Hùng, bác Mai ở Mỹ tặng ngôi nhà 100 triệu các bác. Đây là không biết là ông Điếc với cả ông Trần có nhà không. Ông Điếc ông Trần đang xuống để lấy củi gì? Đang đi vác củi à? Đây. Bác Hùng Mai huyện đoàn Bắc Mê là giúp tiền à, giúp công các bác, huyện đoàn xã là giúp công. Lý Văn Sâu một ngôi nhà. Đây anh mang đây. Thế à, ông Sâu Điếc đâu ạ? Đi lấy củi ạ. Ôi giời. Thế còn ông Trần đâu ạ? Ông Trần đi vác củi. Thế nhà chị bao giờ mổ lợn? Nhà kia đó. Bà bụng mình kha. Không có. Thế à? Ừ. Đâu rồi? Ông Điếc gọi ông Điếc về ạ? À? Ông Điếc đang vác củi. Thế làm cái này để làm gì ngoài đây đấy ạ? À? Cái này giống như kiểu cái sập cái phản đấy các bác. Để đồ đạc đấy. Ui dồi ôi. Hai con gà trống mà làm cái lồng to thế này. Dạ. Mua gà. Con gái gửi tiền mình mua. À. Mua cho con gái để con gái lên mổ ăn. Bao giờ con gái lên? Chả biết mùng 7 hay lên sao. Hai. Mùng 5 hay mùng 7. Hai con này to đấy. Chào ông Điếc nhá. Ông Điếc này. Cứ chào. Ông Trần đâu? Ở tận đâu ạ? À? Ai chả đi vác củi tận trên đấy à? Ngoài kia kìa. Trên tít trên kia kìa. Ở gốc tre. Ông Trần nó không cảm xúc à. Giờ chạy lên xem. Bà con ở đây đang bừa ruộng với cả làm bờ để qua Tết là cấy lúa. Đấy, vườn rau. Khu này các bác người Tày nhiều. Nhà này cũng hoàn cảnh khó khăn lắm các bác. Hai toàn những người khuyết tật. Không cảm xúc. Không nghe, vẫn không nghe thấy à? Ồ. Ông gọi đi. Thấy rồi nhưng mà vẫn kiểu không trả lời. Ông chạy nhanh lên. Thế à? À, có bắt được sóng rồi. Đứng rồi, đứng dậy rồi. Vác củi. Ây da. Chính ra ông Trần các bác vẫn khỏe lắm, vác hẳn một cái cây củi to kìa. Lấy ở xa không ông Điếc? Lấy ở tận đâu? Lấy ở trên kia. Vâng, cái dây này kéo về. Chào mừng các bác đến với người đẹp Trần. Thôi. Ông cười. Con mà thôi không nói chuyện, nói chuyện với ông không biết nói chuyện. Đi về ô. Ây da.
ông Trần vừa vác ông Sâu vừa vác cái khúc của ông Trần, bây giờ ông Trần ông ấy đổi công vác cái khúc này của ông Sâu về, cái này về làm củi đốt. Nhà của ông Sâu điếc này các bác ấy, làm nhà xong rồi làm cái bán mái ra, nhìn nó rất là rộng. Làm bán mái rồi làm bếp, cơi lưới. Nhà ông ấy có một người con trai nữa, ông Sâu kìa. Tên là Chiến nhưng mà đi làm thuê rồi các bác. Tết năm nay các bác là có khi không về. Làm xuyên Tết. Làm Tết thì lương cao hơn. Ui. Ôi thở hắt ra. Úi dồi. À rửa tay rút tê. Ông như kiểu bị hen ấy, thở khò các bác. Thở khò. Phèn cứ đến đây là nhiều người đến chơi các bác. Chào bé nha. Con lớn nhỉ. Đợt trước là gặp bé, con vẫn còn bé đúng không? Hình như đợt lúc ấy gặp đã đẻ chưa nhỉ? Chưa. Bây giờ bằng này rồi á? Ồ thế à. Được đợt ấy bảo là chồng đi làm Hà Giang đúng không? Vâng. Đã về chưa? Về ở nhà say rượu ngủ. Ui rồi. Ăn Tết say rượu à? Bà ấy đâu rồi? Bà ra đây nào. Hả? Ai dọa, ôi rồi được. Ai dọa, được ai. Hôm nay là luyện cánh mới thôi. Ôi rồi. Cô bà ấy là quần áo đẹp này chắc là mới mua đấy à? Ừ. Mua lâu chưa ạ? Lâu ạ. Mua lâu rồi à? Ừ. Đấy, trang phục truyền thống đẹp. Đấy. À, ngồi đây, ngồi đây. Đấy. Đẹp. Đứng chát nhau là chú bảo. Ừ. Chào bác chú thầy. Ừ. Bây giờ, cái người mà nghe thấy thì... Quay đầu thấy được rồi. Không đi được, ở ngoài đường, đầu đường to họ ấy, ấy. Ô, ngồi đây cô ngồi đây đi. Ngồi đây. À. Em làm là cháu đến chúc Tết nhà cô. Đến chúc Tết nhà ông. Ông. À vâng, đấy bây giờ ông Trần nữa. Đấy. Cảm ơn chú lên đến chúc Tết. Cảm ơn quá. Vâng, cô nhá, đây này là bánh kẹo này, để có một bác giấu tên bác ấy gửi. Đây là bánh này. Đây, cháu để đây nha. Bánh kẹo này để ăn Tết này. Đấy, đây. Để đấy, để này nhá. Cái này để thắp hương. Đấy, chú cô, ông ngồi xuống đi. Ông ngồi xuống. Ngồi xuống. Ôi trời. Điếc khó nói chuyện. Đây, cô ngồi xuống. Cô ngồi xuống, anh ngồi xuống. Đỡ phải đứng. Đây còn cái này thì xin lỗi các bác, túi nó bị rách do anh Thủy anh ấy làm rơi. Trong này là có này. Mắm, muối, mì chính này, mì tôm này, trong này. Cô xem chưa? Còn đây này. À, cháu mua 2 cân thịt này. Hơn 2 cân thịt. Ăn Tết nha. Hôm qua hỏi thì bảo là có người thì bảo mổ lợn, có người thì bảo không mổ. Em cho mua 2 cân vào. Lợn đen đấy nhá. Dạ vâng. Thế là hôm nay là ông Công ông Táo không làm gì ạ? À? À vâng. Chả có gì mà chỉ ở đây thôi.
không sao không biết nó chứ không bắt máy chạy ra không biết mua cái gì cả. Dạ vâng. Đây à, bắn cái máy này là thế thôi nhá, cháu đến chơi thế chúc Tết gia đình nhá. Về báo cáo về ở bác giấu tên là hôm trước là 6 triệu thì mua bánh kẹo là 12 triệu thì chi 3 triệu còn 9 triệu cộng với 3 triệu tiền này. Mấy cả hôm nay mua 1 triệu tiền thịt này còn mấy nhà nữa cơ. Đây thì nhà đầu tiên là ông Sâu là phải tặng thịt nhá. À. Rồi, cháu chào cô nhá. Chúc cô ăn Tết vui vẻ nhá. Cảm ơn các bác nhá. Cảm ơn các bác vâng. Bác Hùng Mai. Bác Hùng Mai đúng rồi, chính xác bác Hùng Mai. Dạ vâng. Rồi, chúc ông ăn Tết vui vẻ nhá. Dạ. Cháu không ạ. Vâng. Rồi cháu. Để hôm khác thôi, hôm nào cháu vào thì có thể là hôm nay là cái ngày cháu đến chơi. Nhưng mà có thể là từ giờ đến Tết là cháu không có thời gian vào nữa nhá. Thì thôi đến chúc Tết cô chú với ông ăn Tết vui vẻ. Chúc mừng năm mới nhá. Chúc năm mới thật nhiều sức khỏe nhá. Vâng, cháu chào nhá. Cháu đi xuống nhà. Dạ vâng, đi xuống nhà Thủy Điếc. Dạ vâng. Vâng. Cháu chào nhá. Chào. Cháu đi về đây. Cháu chào nhá. Không biết nói chuyện nào. Thôi cháu đi về thôi. Đấy. Thôi cháu đi về đây. Anh chào nhá. Đâu nhỉ? Đây có em bé này. Bác mừng tuổi anh nha. Chưa từ giờ chưa ai mừng tuổi cho à? Đây bác mừng tuổi nhá. Chúc hai anh chồng lớn nhá. Bà nhà bà ở đoạn nào nhỉ bà nhỉ? Nhà bà ở đấy. Đâu đây á? Nhưng mà nhà bố Thủy mà. Nhà bố thì con trai mà. À thế à? Chưa biết ạ. À. Anh là con của bà. Ôi dồi thế à, bây giờ mình nhận ra. Đi anh đi. Mới vô hết chưa? Giờ phải ăn xuống nhà Thủy tươi các bác. Họ vẫn chưa nghỉ Tết nhỉ? Ôi dồi ôi, ba lưỡi. Không được, không được, không thể được. Không, không, không. Không, cháu đi đây. Thôi. Không. Không bà ơi. Không, con nhận rồi bà ơi. Không, con không lấy đâu bà ơi. Thôi, biết là bà thương con rồi, con không lấy. Cái này là... Cái này của bà gửi về cho cháu thôi. Cơm lam thôi mà. Không. Chú vợ, chú. Nhưng mà thật sự là con không. Cứ chụp cái này mày. Con không lấy. Con không lấy. Con không lấy. Con không lấy. Bà, con không lấy là không lấy. Con không lấy là không lấy. Anh, con bảo này. Đi cho cháu, cho bà thôi. Được rồi. Con biết là thế rồi nhưng mà không. Em không lấy là không lấy. Con không lấy. Bà ơi, bà con nhận rồi nhưng mà nhà con ở ngoài kia con có bà. Có rồi nhưng mà không. Nhưng mà đây, đây. Không, bà như thế là con không vui đâu. Không. Dạ. Cái này bà cho cháu, cho vợ, cho bà ở nhà ấy. Con không lấy đâu. Không lấy bà không cho. Không lấy, con không lấy đâu. Con không lấy đâu bà. Thôi. Không. Đi. Dạ. Được rồi. Con không lấy. Cứ ngồi lên đây đi. Em không lấy, con không lấy. Cứ đi. Không. Con không lấy. Máy kia đi. Con không lấy bà ơi, con không lấy nhá. Bà cất đi cho con. Không. 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 Cái này bà người có năm nào. Dạ. Có cho đâu. Không. Thế con không lấy. Nha. Cơm lam này đi cho cháu. Thế con lấy cơm lam nhá. Không. Con lấy cơm lam thôi. Không có cái gì đâu. Cơm lam. Có một cái hai cân gạo với một ít cơm lam. Không có gì đâu. Trời ơi bà ơi, như này bà có gì đâu. Không. Cháu không lấy em bà, cháu không nhận bà. Cháu không thương bà. Rồi gọi thế con nhận nhá, bà đi về đi. Nào. Bà tiền, cháu đi đường nhiều quá. Không, không, không. Bà. Đây bà cầm cho con vui. Không là con không lấy đâu.
Không. Không. Thế bà đi xuống đi. Cháu đi về. Bà đi đi. Em ngồi đi. Bà đi đi. Bà đi xuống đi. Bà đi xuống đi. Không. Rồi thế được rồi, thế cháu đi đây. Được. Nhận. Bà con, thế con cảm ơn bà nhá. Bắt tay bà thôi mà. Anh cầm cho bà xem. Đúc túi. Tí tí đưa cho bà nhé. Con cảm ơn bà nhá. Con đi đây. Tết con sau Tết con đến chơi bà nhá. Chào bà nhá. À, giờ này không thể từ chối được rồi các bác. Từ chối sợ bà buồn. Tí đưa cho bà em nhá. Vừa định xuống nhà Thủy Thủy Tươi các bác ạ, Thủy Điếc, nhưng mà gọi mãi không được nên nhà cô Lả trước vậy. Đến chúc Tết nhà cô Lả. Chào cô nhá. Ồ, cô đến đây chơi hả cô? Nhà cô ở đâu hả cô? Đâu ạ? À? Nhà đây à? Ờ, à, vâng. Đi chúc Tết nhà cô Lả Lướt. Bên bên này anh ơi. Đây, đường nhỏ nhỏ. Dạ vâng. Dạ vâng. Cô Lả được cô T ở Melbourne này, cô Hoàng Kim Cúc này. Cô T đấy là cô bạn của cô Hoàng Kim Cúc này. Bác chị Trần Ngô này. Và các bác giúp ngôi nhà. Đợt trước là cô Lả ở trong cái ngôi nhà bé tí đây. Là cô Lả thì là độc thân các bác ạ. Sống một hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Rất là may trong thời gian vừa rồi được các bác giúp cho một ngôi nhà. Cũng giống như nhà A Hầu thôi. Thực sự với các bác là đã giúp cho một con người có một ngôi nhà mới. Năm nay ăn Tết sẽ vui vẻ hơn. Chào chào cô nhá. Nhà cô đẹp quá nhờ. Đó. Nhà cô đây đẹp nhất khu này rồi. Dạ. Ngôi nhà me me. Cô bật điện cho sáng. Thóc này thóc giống đấy à? Đây. Đây các bác, nhà giường chiếu chăn màn đấy đầy đủ như này thì muỗi nó không đốt được cô rồi nhỉ? Muỗi nó có đốt không ạ? Đốt nhiều à? Đợt trước nhà cô chuột nó còn chạy được ở trong nhà cơ mà. Nó đuổi kiểu giống kiểu chạy marathon. Không à, có phê mi pên nhỉ. Cô vào đây cô. Bảo phải hát à đau thì pên ra, ngát khảo lốp đấy hổ nhạc pên mà. Ngôi nhà bé bé nhưng đầy đủ tiện nghi anh ạ. Đấy, đây này. Dưới này phe mua chạn bát cho để mà để bát đũa sạch sẽ này. Đấy. Không để ở ngoài này bụi bặm hết. Đây là bếp lò này các bác này. Đây là chú thợ xây chú giúp làm cái dẫu ở trên này. Đựng đây, nhà tắm nhà vệ sinh. Đây, cái này có cửa nhá. Cô vào đây chơi cô. Cô là à? Vâng, à đấy. Bánh kẹo. Bánh kẹo ăn Tết. Cái này là mì tôm à. Mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 là không sợ không có mì tôm ăn rồi. Mắm muối mì chính. Đây thịt. Vâng, hơn 2 cân thịt nha cô nhá. Là để cô để cái này lên. Dạ vâng ạ. Thì để đấy, nhưng mà cái này để lên trên kia. Để lên trên giường này này. Thế nhà cô là không có, chưa có ai cho thịt lợn à? Có đâu. Có ai cho không? À bây giờ chờ mỗi chú Sơn thôi nhỉ? Thế thì trưa nay thì cô có thịt ăn rồi. Cô thích cái nhà này không? Thích đấy. Cảm ơn các cháu nhiều đấy. Các cháu làm cho thôi mà. Cô thích ở nhà này hay ở nhà cũ? Ở nhà cũ, nhà cũ. Cô thích ở cái nhà này hay ở nhà cũ ngày xưa? Ở nhà này ạ. À? Vâng. Dạ. Các cô vào đây chơi. Vâng. Cho bà làm nó cơm ăn một bữa đi. Thôi, cháu xin phép cháu sang nhà Thủy Tươi cơ, nhưng mà nhà vừa nãy gọi không được. Thủy Tươi á?
Vâng. Thế cháu đến chúc mừng năm mới cô nhá. Chúc cô ăn Tết vui vẻ nhá. Chúc sang năm thật nhiều sức khỏe. Cấy được nhiều lúa. Xem là nuôi được gà, vịt gì nuôi thêm nhá cô nhá. Bây giờ không sợ nhà gió đổ nữa rồi. Không sợ mưa dột rồi, không sợ gì hết rồi. Nhưng mà cô có cái biếu cổ này thì cô xem là... Không lâu đâu. Vâng. Chết nên rồi. Phải mỹ đây nữa rồi. Lâu chưa hả cô? Lâu rồi. Vâng. Kính... Cô xem có ông nào hỏi lấy thôi. Hả? Không có người lấy đâu. Hả? Tí nữa cho cháu làm mối cho bà một ông à. Nha, yeah, cháu thôi, cháu đến cháu chơi nhá. Chúc Tết cô nhá. Video này của Phèng Phèng thì chia sẻ với các bác nó cũng khá là dài rồi. Đi từ nhà bà Lới này, đấy, lên nhà ông Sâu Điếc này, xong là ra nhà cô Lả này. Bây giờ Phèng ra là tìm cách liên hệ với nhà anh Thủy, Thủy Tươi. Nhà có hoàn cảnh khó khăn lắm các bác ạ. Nhà một mình là anh Thủy thì bị điếc. Đấy, bà chị vợ thì là em Tươi đấy thì cũng bị động kinh tâm thần đấy các bác, là đầu óc cũng không bình thường được. Nhà có hoàn cảnh khó khăn lắm các bác, sang chúc Tết gia đình. Số tiền của bác giấu tên gửi Phèng đã chi là hết là 6 triệu với mua thịt lợn hết 1 triệu. Đấy là còn hiện tại là còn 5 triệu các bác nhé. Đấy. Xin chân thành cảm ơn bác. Giờ Phèng đến để chúc Tết các hộ gia đình khác. Cũng này cũng 2-3 Tết rồi. Chúc mừng năm mới các bác. Chúc các bác có năm mới an khang thịnh vượng. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Chào cô nha. Video này Phèng xin phép được kết thúc ở đây. Chào các bác. Hẹn các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phèng.